Hello mọi người ơi, dừa dứa. Hôm hộp em giới thiệu với mọi người là hiện em đang ươm là 3.000 cây giống nè. Thì đây hôm nay nó mọc mầm lên được miếng nha mọi người. Cái này chắc có thể là qua Tết tôi sẽ bán được rồi đây. Nhìn thấy cưng quá. Nó chưa có lên nhiều mọi người, nó lên không có đồng đều, lên có chút xíu rồi. Nhưng mà qua Tết là chắc có thể sẽ bán được cho mọi người đó. Dừa dứa 3.000 cây. Chuẩn dứa, thơm dứa. Nhìn coi nó nhú cái cưng không. Ươm cây dừa này nó cũng dễ thôi mọi người, nó dễ lên lắm. Nó lên là cũng được 95%. Đó, nó mọc lên rồi nè. Dừa dứa thì bên em bán giá rất là tốt luôn. Chỉ có 35.000 một cây thôi. Không có miễn ship cho mọi người đâu nha mọi người. Hiện hàng bên em là chuẩn dứa nha. Tức là nguyên một vườn, dừa mẹ của nó là chỉ có dừa dứa thôi. Đảm bảo là không có lai tạp. Và đảm bảo là khi mà trồng ra cái trái của nó, uống nước dứa nó sẽ thơm cái mùi rất là đậm. Và trái của nó to nha, chứ không có nhỏ nha mọi người. Dừa dứa là trái to nha. To hơn dừa xịm, to hơn bánh lai. Nhiều quá, tới ham quá đi. Dừa dứa mà giá 35.000 rất ok rồi nha mọi người. Không, cái đó là rất là rẻ rồi đó. Bình thường thì bên công ty em là bán 69.000 chứ không có bán rẻ hơn đâu. Nhưng mà đang có một chương trình giá tốt cho dừa dứa, em đẩy mạnh bán dừa dứa nha. 35.000 thôi. Ai cần số lượng thì liên hệ với em nha, 0373319093 nha.